lên cao kỷ lục 7 năm, giá xăng của Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Cập nhật của Global Petrol Price ngày 25 tháng 10 cho thấy giá xăng Việt Nam thấp hơn 12% so với giá trung bình của thế giới, nhưng đã gia tăng đáng kể so với các nước khác. Theo trang thống kê cập nhật giá xăng dầu bán lẻ của gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, Global Petrol Price ngày 25 tháng 10, giá xăng Việt Nam ghi nhận là 1,081 đô la Mỹ một lít. Mức này thấp hơn 12% so với mức trung bình thế giới, hiện là 1,23 đô la Mỹ một lít, xếp thứ 64. Nhiều năm qua, Việt Nam thường nằm trong top 40 danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ có giá nhiên liệu rẻ nhất thế giới. Hồi tháng 4 năm 2020, Global Petrol Price từng cung cấp dữ liệu cho thấy giá xăng của Việt Nam thấp thứ 20 trên thế giới. Như vậy, sau một năm rưỡi, giá mặt hàng này đã tăng cao, đẩy xếp hạng của Việt Nam xuống 40 bậc. Trong nhóm các nước ASEAN, giá xăng Việt Nam đang cao hơn hai quốc gia láng giềng là Malaysia, 0,494 đô la Mỹ một lít, Indonesia, 0,795 đô la Mỹ một lít và thấp hơn Thái Lan, 1,211 đô la Mỹ một lít và Lào, 1,337 đô la Mỹ một lít. Venezuela vẫn là quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới, chỉ 0,001 đô la Mỹ một lít. Iran xếp thứ hai với 0,06 đô la Mỹ một lít. Trong khi đó, người dân Hồng Kông đang phải chi 2,648 đô la Mỹ để mua một lít xăng, mức cao nhất thế giới. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là những nước có giá xăng đắt đỏ nhất. Người Hà Lan phải chi ít hơn 14% so với Hồng Kông. Theo đánh giá của Global Petrol Price, các quốc gia cùng tiếp cận giá xăng chung của thế giới, nhưng tại từng thị trường, giá bán lẻ khác nhau do chính sách thuế và trợ giá khác biệt. Trên thực tế, các nước có nguồn cung dầu lớn thường sẽ có giá nhiên liệu thấp, còn các nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu sẽ chịu mức giá bán lẻ cao hơn.